cải tạo nhà cũ bị ẩm mốc bong chóc bằng cách nào để vừa thi công nhanh vừa không phải đụng chạm đến kết cấu nhà là sự băn khoăn của rất nhiều gia chủ, bởi với khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam thì hiện tượng tường bị bong chóc ẩm mốc là điều không thể tránh khỏi. Phương pháp cải tạo trần tường nhà bị bong chóc ẩm mốc thì có rất nhiều, nhưng để xử lý một cách triệt để và nhanh chóng thì việc sử dụng tấm ốp nhựa PVC Nano là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn. Các phương pháp cải tạo truyền thống như là sơn bả, chát lại tường, sử dụng giấy dán tường hay là thậm chí tháo dỡ và đập phá thì vẫn không thể làm cho ngôi nhà trở nên hoàn toàn hoàn hảo được. Sử dụng tấm ốp nhựa PVC Nano có thể khắc phục được hầu hết những vấn đề mà ngôi nhà cũ gặp phải, bởi nó có thể chống thấm nước, chống ẩm mốc, mối mọt, chịu cách nhiệt và cách âm rất là tốt. Hơn thế nữa, cải tạo nhà cũ bằng tấm ốp nhựa PVC Nano là giải pháp kinh tế và hiệu quả cao, bởi đây là dòng vật liệu có giá thành hợp lý, thi công nhanh chóng, có tính thẩm mỹ, tính ứng dụng và độ bền rất là cao.